Sai lầm lớn nhất anh mang trong cuộc đời là đánh mất em khi ta tuổi đôi mươi, là muốn mất mong em theo cả cuộc đời. Mà bản thân anh còn chưa lo được lối, giờ đây anh đã có những thứ em cần rồi, chỉ không có em nên anh đau lòng thôi. Người không dám tin tương lai anh thay đổi, giờ theo bước anh em sẽ đớn đau cuộc đời. Anh thay đổi, dựa theo bước anh em sẽ đến đâu cuộc đời.